Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một tựa game Play to Earn khá là mới. Và ở trong dự án game ngày hôm nay, anh em hoàn toàn có thể treo máy để đi đánh những con boss và thu về những tài nguyên dùng để quy đổi ở trong dự án này. Đặc biệt là anh em nào chơi miễn phí cũng hoàn toàn có thể tham gia trải nghiệm dự án và thu về những đồng token nha. Nhưng mà nếu như anh em chơi miễn phí thì có lẽ cái việc kiếm token của anh em nó là hơi khó. Cụ thể khó nó là khó như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Và anh em cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Và dự án ngày hôm nay mình muốn đem đến để giới thiệu cho anh em có tên là X-Tokyo, một dự án đang trong phiên bản beta. Nhưng mà anh em vẫn có thể kiếm được những cái tài nguyên dùng để quy đổi ra được cái đồng token trong game này rồi nha. Tức nghĩa là ở trong dự án game ngày hôm nay tuy là đang trong phiên bản beta nhưng mà anh em vẫn có thể kiếm được tiền ở trong dự án này. Và cụ thể cách chơi ra sao, cách đăng ký tài khoản như thế nào, đặc biệt là dự án ngày hôm nay có cho anh em chơi miễn phí hay không, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần đầu tiên là phần tìm hiểu trang web, tìm hiểu dự án. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký tài khoản và hướng dẫn anh em chơi game. Đặc biệt là mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm được những cái đồng token ở trong dự án ngày hôm nay bằng cách là chơi miễn phí hay là chơi đầu tư nha. Ok, đầu tiên thì ở trong dự án game ngày hôm nay chỉ có một phiên bản duy nhất, đó là phiên bản dành cho các thiết bị Android. Link tải thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải xuống nhé. Tiếp theo thì ở trong cái trang web này sẽ có một vài cái dòng giới thiệu và những hình ảnh liên quan đến dự án game. Đầu tiên thì ở cái hình ảnh mờ này sẽ có 3 cái yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất là năng lượng, yếu tố thứ hai là vàng, yếu tố thứ ba là cái đồng token trong game. Thì ở trong dự án game ngày hôm nay sẽ có năng lượng. Năng lượng này khi mà trở về không ấy thì con tướng của anh em sẽ không thể kiếm được token nữa, không thể kiếm được tài nguyên dùng để quy đổi ra được cái đồng token nữa, mà anh em phải chờ khi nào năng lượng hồi thì mới có thể kiếm lại những cái tài nguyên dùng để quy đổi ra được cái đồng token trong game nhé. Tiếp theo là cái tiền vàng. Thì tiền vàng này sẽ có rất là nhiều cách kiếm khác nhau, nhưng mà chung quy lại khi mà anh em có tiền vàng rồi, anh em có thể quy đổi ra cái đồng token. Và cái đồng token trong game có tên là XTO. Hiện tại một XTO sẽ bằng 0,055 đô trên một đồng token, và đó là giá trị của token nha. Ở trong cái trang web này thì sẽ không có quá nhiều thông tin để mình có thể chia sẻ với anh em, nên là ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào cái phần quan trọng nhất là phần hướng dẫn chơi. Và mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm được những cái đồng tiền vàng, và cũng sẽ hướng dẫn anh em kiếm được những cái vật phẩm trong game để bán ra cái đồng tiền vàng luôn. Đặc biệt là mình sẽ trả lời cho anh em những câu hỏi mà mình thấy là anh em còn thắc mắc đối với dự án game ngày hôm nay. Ok, và đầu tiên để có thể chơi được tựa game ngày hôm nay, chúng ta cần tải tựa game này xuống. Hiện tại tựa game chỉ hỗ trợ một phiên bản duy nhất, đó là phiên bản Android. Link tải thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em có thể tải về nha. Ở đây thì mình đã tải xuống cái thiết bị di động của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở lên để hướng dẫn anh em đăng ký tài khoản nhé. Cái bước đầu tiên là anh em phải đăng nhập bằng tài khoản Google nhé. Bấm vào này và chọn tài khoản Google anh em muốn đăng nhập. Sau đó anh em đồng ý với toàn bộ những cái điều khoản của nó nha. Bấm vào đây này, bấm vào đây nhé. Tiếp theo là anh em đặt cho cái tài khoản của anh em một cái tên. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái tên mặc định của nó là NFTG01 ha. Đó, xác nhận này. Xác nhận này. Như vậy là mình đã tạo thành công một tài khoản rồi. Và khi mà anh em truy cập được vào trong cái tựa game ngày hôm nay thì sẽ có một vài cái mục sau đây. Đầu tiên là anh em sẽ được cấp một con tướng. Đây nha, còn đây là chính là con tướng của mình. Đó, 6360 cái HP. Ở đây sẽ có một vài cái hướng dẫn như sau. Khi mà anh em đăng nhập xong một cái tài khoản, anh em phải kết nối với cả cái ví MetaMask của mình. Đây, ở đây mình đang có một cái là tựa game này, một cái là app MetaMask. Bây giờ mình sẽ quay trở lại tựa game. Khi mà anh em đã có cái ví MetaMask rồi, anh em quay trở lại dự án, anh em bấm vào cái biểu tượng ví MetaMask nhé. Sau đó anh em bấm vào giúp mình cái biểu tượng con cáo này. Nó sẽ hướng anh em đến cái ví MetaMask trên điện thoại của anh em. Đó, anh em chỉ cần xác nhận toàn bộ những thông báo nó đề ra nhé. Kết nối này. Khi mà anh em kết nối ví MetaMask thành công ấy thì biểu tượng con cáo của anh em sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Và tiếp theo nó sẽ có hướng dẫn anh em là mua một con tướng ở trên chợ. Thì đây là thuộc về cái mảng đầu tư rồi, một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em. Và cho anh em nào thắc mắc là dự án ngày hôm nay có chơi được miễn phí hay không
thì thật ra là hoàn toàn có chơi được miễn phí, nhưng mà hỏi để có thể kiếm được những tài nguyên bằng cách chơi miễn phí hay không thì câu trả lời cũng là có, nhưng mà sẽ rất là khó nha. Tại sao lại là khó? Nếu như mà anh em chơi miễn phí thì chỉ cần kết nối ví MetaMask, sau đó anh em chơi game như bây giờ mình hướng dẫn anh em. Đây nha, đây là con tướng miễn phí của mình, hiện tại đang có 6360 điểm HP. Bây giờ để đi kiếm được những cái tài nguyên vàng dùng để quy đổi ra được đồng token ấy, anh em vào giúp mình cái phần này nhé, cái bản đồ mà có cái này này, có cái cổng trời này, di chuyển tới nha, bấm vào này và anh em bấm vào giúp mình cái biểu tượng bản đồ nhé. Nó sẽ chuyển anh em đến một cái khu vực khác, anh em đi thẳng này, đi thẳng đó và vào trong cái khu vực này. Đây chính là khu vực anh em hoàn toàn có thể đánh được những con quái để thu về đồng tiền vàng. Anh em có thể chọn chế độ auto nha, auto này, auto đó, và nhân vật của chúng ta sẽ tự động đi tiêu diệt những con sóc, những con quái ở đây để thu về những cái đồng tiền vàng cho chúng ta. Đây là chơi miễn phí nha. Nhưng mà đối với anh em chơi miễn phí ấy thì mình nghĩ là nên hạn chế phần treo, bởi vì con tướng của anh em ấy nó khá là yếu, anh em nên chơi bằng tay để chủ động hơn nhé. Đó anh em, đó là cách chơi nha. Đợi một chút, khi mà con tướng của mình nhặt được vàng ấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh em khung cảnh đó nhé. Anh em hoàn toàn có thể di chuyển con tướng của mình và chờ đến khi nào được cộng dồn những chiêu thức ở đây nha. Đây, những chiêu thức ở đây được cộng dồn. Anh em đợi một chút nha. Cộng dồn một lần này, cộng dồn hai lần và cộng dồn ba lần. Đó, chiêu thức ở đây được cộng dồn hai ba lần gì đấy, tầm đấy anh em ạ. Để kiếm được một cái đồng vàng là khá là khó, phải chơi được ở cái map cao ấy thì với đây, ví dụ như cái này. Đó anh em thấy không? Một cái đồng tiền vàng với cái thằng này nhập mất rồi anh em ạ. Thì đây là một cái map thấp nhất thôi, anh em chỉ nhặt được một đồng tiền vàng trên một lần rơi đó. Còn đây có rất nhiều những cái map khác nhau nha, anh em bấm vào giúp mình cái phần bản đồ này, bản đồ nhá. Ở trong phần bản đồ này sẽ có rất là nhiều những cái map khác nhau, có map level 11 đến level 20 là phải bỏ ra 50 đồng xu vàng thì mới có thể là vào trong cái map này được, và trong cái map này sẽ thu hoạch được khá là nhiều cái đồng tiền vàng trên một lần anh em tiêu diệt được một con quái nha. Tương tự, cái map càng cao thì nhận được càng nhiều tiền vàng khi mà con quái rớt cho anh em. Ok, và như vừa nãy mình đã chia sẻ với anh em rồi, sẽ có năng lượng, khi mà hết năng lượng rồi anh em phải chờ đến khi nào năng lượng hồi lại thì mới có thể kiếm được tiền vàng tiếp theo nha. Ok, đó là cách anh em chơi miễn phí. Chơi miễn phí thì sẽ có thể chơi một cái map duy nhất thôi, đó là cái map này, và nhặt được khá là ít vàng, mình nghĩ là không thể đủ để quy đổi đâu. Vậy nhắc đến cái việc quy đổi, anh em nào thắc mắc cái phần tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu ấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái tỷ lệ quy đổi nhé. Thì để quy đổi được ấy, anh em quay trở lại với cả cái bản đồ chính nha. Anh em đi ra khỏi cái bản đồ đánh boss vừa nãy này. Đó, về ngôi nhà của mình nhé, về nhà chính này. Ở đây anh em sẽ thấy được một cái mũi tên ở trên cái bản đồ nhỏ này. Mũi tên chỉ về cái đồng token ấy. Anh em đi vào cái chỗ mà có cái biểu tượng đồng token nha. Đó, mình đi vào đây này. Ở đây chính là chỗ để anh em có thể quy đổi. Anh em bấm vào giúp mình cái phần trò chuyện này. Và anh em có thể quy đổi XTO, đó, tiền vàng sang XTO, hoặc là có thể quy đổi ngược lại XTO sang tiền vàng. Ở đây là đồng tiền vàng sang XTO nha. Thì 632.500 đồng tiền vàng với quy đổi được 50 cái đồng token, độ khoảng là hơn 2 đô anh em ạ, tầm đấy. Đó, mà 632.000 với quy đổi được 50 đồng. Như vậy là cái tỷ lệ quy đổi của nó rất là cao. Và đối với anh em nào chơi miễn phí thì hầu như là không có kết quả, anh em chơi chỉ để cho vui. Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là có cách nào để kiếm được những đồng tiền vàng khác hay không, hay là chỉ có một cách duy nhất là đánh bot? Thì câu trả lời cho anh em là có một cách khác để kiếm đồng tiền vàng, đó là anh em vẫn phải đánh bot, nhưng mà đánh bot để nhận về những cái vật phẩm và bán ở trên chợ thu về đồng tiền vàng. Anh em vào giúp mình cái phần ba gạch ở đây nhé. Ở đây sẽ có cái phần make it này, đó, chợ nha. Ở trong này sẽ có cái phần vật phẩm của tôi. Hiện tại tài khoản này mình mới lập nên là mình chưa cày được bất kỳ một vật phẩm nào cả. Nhưng mà khi mà anh em có vật phẩm bán rồi, anh em có thể bán ở trên chợ này
và thu về những đồng tiền vàng ở trên cái phần này nha. Ví dụ ở đây, nếu như mình bán cái quả sồi này sẽ thu về 402 à, 402 quả sẽ thu về 94,470.000 đồng tiền vàng. Đó là cách để chúng ta có thể là bán đồ ở trong dự án ngày hôm nay, và đây cũng là cách thứ hai để kiếm được đồng tiền vàng. Và có một câu hỏi nữa, đó là khi mà anh em mua tướng thì mua như thế nào? Đầu tiên anh em phải nạp BNB vào trong cái ví MetaMask đã kết nối vào trong tựa game đã. Bởi vì mình đang góp vốn để chuẩn bị tham gia một dự án rất là mới mà tuần này, chuẩn bị ra mắt trong tuần này nha. Ok. Và nếu như dự án đấy mà có cách earn hợp lý và cái lợi nhuận cao và ổn định thì mình tiện mình lên video cho anh em để chia sẻ tới anh em. Nên là hiện tại mình không có khả năng để tham gia vào dự án này và chia sẻ với anh em cái cách để mua tướng được. Nhưng mà mình sẽ mô phỏng lại với anh em như sau. Đầu tiên, anh em nạp BNB vào trong ví MetaMask theo cái mạng BEP20 Binance Smart Chain. Sau khi mà có BNB rồi thì anh em vào giúp mình cái phần make it trong chợ nhé. Ở trong phần chợ này sẽ xuất hiện cho anh em những con tướng. Theo như mình thấy là những con tướng rẻ nhất đây nha. Mình sẽ mở những con tướng rẻ nhất có giá 0,145 BNB, tương đương với 45,66 đô. Thì theo như mình nghĩ là như thế này, những con tướng bán trên chợ là những con tướng mà người ta không dùng nữa thì họ phải bán. Bởi vì sao? Bởi vì tựa game này mới ra mắt, những con tướng xịn ấy thì họ sẽ dùng vào mục đích cá nhân rồi, họ sẽ cho nó cày để thu về cái token rồi, chứ họ ít khi bán trên chợ lắm, thật sự là như vậy. Bởi vì họ muốn tạo thu nhập của họ mà. Khi mà cái con tướng đó hết cái khả năng tận dụng rồi thì họ mới bán. Thì theo như mình thấy ở đây, con tướng có giá cao nhất là 1,5 BNB. Đấy nha, 1,5 BNB là con tướng có giá cao nhất, có cái điểm điểm tổng 21 điểm trở lên. Đó. Và mình theo như mình đã tham khảo của các anh em khác trong nhóm của mình, mình trước khi mà lên video này ấy, mình đã tham khảo những cái ý kiến của các anh em khác rồi. Các bạn đó chia sẻ rằng là khi mà tham gia vào trong dự án này thì phải mua những con tướng ít nhất là từ 1 BNB trở lên thì với earn được ổn định. Còn nếu như mà anh em mua những con tướng rẻ tiền ấy thì earn được khá là ít. Đó, đó là chia sẻ của các thành viên đã tham gia dự án và mình đã lấy được ý kiến từ họ nha, chứ không phải ý kiến của mình, bởi vì mình chưa tham gia dự án này nên là mình không có ý kiến nào để chia sẻ cho anh em cả. Nói tóm gọn lại là trong dự án này như sau. Thì đây là một dự án mới và có cách chơi rất là nhàn. Anh em chỉ cần treo máy, và nếu như anh em có một con tướng khỏe, anh em chỉ cần treo máy và cho nhân vật của chúng ta tự đi đánh những con bot. Đó là cách chơi rất là nhàn, cực kỳ nhàn nha. Nên là ai mà đang sở hữu những con tướng mà khủng ấy thì họ đã giữ để họ chơi rồi, họ đã giữ để họ tạo ra thu nhập cho bản thân của họ rồi, chứ họ rất ít khi bán ở trên chợ. Và nếu như anh em tham gia vào trong dự án này với tư cách là một nhà đầu tư thì mình nghĩ anh em nên tham gia với cái vốn cao cao một chút và mua những con tướng xịn xịn một chút để đem lại thu nhập cao hơn khi mà anh em mua tướng. Tất nhiên đây không phải là một lời khuyên đầu tư nha. Anh em tham gia hay không, anh em mua con tướng nào thì đó là quyền của anh em. Mình chỉ đưa ra những chia sẻ của bản thân mình thôi. Và khi mà anh em đã có tướng NFT ở trong dự án này rồi, anh em hoàn toàn có thể là đưa con tướng của mình tham gia vào những cái map khác khỏe hơn để thu về nhiều đồng tiền vàng hơn, nếu như con tướng của anh em đủ sức để chơi. Ok, ví dụ nha. Ví dụ anh em sở hữu con tướng level cao, lực chiến cao, anh em hoàn toàn có thể vào giúp mình cái phần bản đồ ở đây. Ở trong phần bản đồ này sẽ có những cái map khác nhau cho anh em và anh em phải sử dụng đồng tiền vàng để mở những cái map này. Ok, đó. Những cái map này là những cái map có những cái level của con bot cao ấy, và bot level càng cao thì nhận được càng nhiều đồng tiền vàng. Ok, đấy nha. Ví dụ anh em muốn mở cái map này, anh em phải bỏ ra 400 xu và sẽ đánh bot từ level 21 đến level 30. Level càng cao thì càng rơi ra nhiều đồng tiền vàng. Đó là cách để có thể là tham gia. Nói chung là trong dự án ngày hôm nay khá bất tiện bởi vì mình đang dồn vốn cho dự án mới, nên là mình không tiện để có thể tham gia vào trong dự án này. Thứ nhất là bởi vì cái vốn của dự án khi mà tham gia thì phải tham gia với cái vốn cao thì phải có lợi nhuận, còn tham gia với cái vốn ít ấy thì chỉ chơi cho gọi là có thôi, có lợi nhuận phần nào thì ok phần đấy thôi. Và đó là toàn bộ những chia sẻ của mình ở trong cái dự án ngày hôm nay. Nói tóm gọn lại là nếu như anh em đang có suy nghĩ là chơi miễn phí ở trong dự án này thì mình nghĩ là anh em nên bỏ đi.
Mình nghĩ là như vậy, và anh em phải chơi với tư cách là một nhà đầu tư thì mới có thể là có cơm ăn nha, có cơm ăn. Và đó là toàn bộ những nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một game play to earn cực kỳ mới. Nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.